Dạ vâng, em Doanh Audio xin mến chào tất cả chú các bác và các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Dạ vâng, hôm nay em xin giới thiệu cho mọi người một bộ dàn nghe nhạc từ thương hiệu của Sony, hàng nội địa Nhật. Vâng, và bên em xin cam kết hàng nguyên zin nguyên bản rồi nhá, chứ có sửa chữa. Vâng, về thiết kế thì bộ dàn này thiết kế với hai loa, mỗi loa gồm 3 đường tiếng, gồm một loa bát này, một loa chung và một loa thép. Cái loa chung và loa thép thì được bảo vệ bằng lớp lưới sắt thế này rồi, rất là an toàn. Đấy, loa bát thế này thì có thiết kế là màng giấy và gân vải rồi nhá, gân vải rất là bền với thời gian. Đây lốn loa, hai lỗ thông hơi. Tổng thể loa đẹp như nhau rồi nhá, đẹp tầm khoảng 80% trở lên. Và tổng thể thì bộ dàn có màu xám, rất là đẹp. Đặc điểm cái dòng Sony này bát rất là căng nhá, căng lực. Anh xem nào mà thích chơi dòng nhạc khỏe, nhạc mạnh nhá, thì nên chơi, theo em là nên chơi dòng Sony hoặc là Pana. Nhưng mà Sony thì vẫn nhỉnh hơn Pana, cái độ bát của nó rất là khỏe nhá, nó căng lắm, căng lực lắm. Chúng ta có bật tăng giảm thêm bát ở đây nữa này. Anh xem là thích bát nhiều bát ít bấm thêm đấy, và hai nút này, hai nút này tăng giảm bát đây, rất là khỏe. Đó là ưu điểm của dòng Sony như thế. Còn là dòng nào mà ít bát thì có dòng Aiwa và dòng Pioneer là ít bát. Còn nhiều bát nhất vẫn là Sony, bát càng lực. Đấy, tổng thể. Còn bộ này thì anh xem nghe điện thoại thì đi máy tính cho em nhé. Chứ đang chính là nghe điện thoại thì máy tính, và gần như là tính năng này bây giờ là thông dụng nhất hiện nay rồi. Thì chúng ta cứ cắm điện thoại TV máy tính chúng ta nghe lên YouTube lấy nguồn nhạc. Thôi em đang cắm bằng máy tính đây, đó. Rất là tiện lợi, rất là nhiều nguồn nhạc. Đấy, anh xem nào chơi CD thì bộ này cũng đáp ứng được nhu cầu, bởi vì CD nằm bên dưới đây. Đấy, CD thì bộ này có 5 khay nhá, 5 khay và nó vẫn học tốt. Nhưng mà em tới đây tìm không còn cái đĩa nào hết đĩa, tặng mấy anh chị em hết mất rồi nên là chưa chuẩn bị được đĩa. Đây, anh xem nào mà thích cái đĩa thì em muốn xem test thực tế thì em sẽ tìm một cái video quay đĩa nhá. Thì còn hiện tại đây thì em chưa chuẩn bị cái đĩa nào nên là chưa test được đĩa cho anh xem. Đấy, còn em thì test trước đây rồi, tức là khi mà lau chùi, mà khi mà lau chùi dọn dẹp ấy, vệ sinh ấy, thì em cũng có test năng trước khi quay. Bộ nào cũng thế, tất cả đều phải test trước khi quay. Đấy, để đỡ mất thời gian. Chạy nhá. Cái bộ này thì tại thì anh xem chơi điện thoại, chơi máy tính và chơi đĩa CD. Đấy, hai tính năng như vậy. Đĩa thì em test ngoài. Khi nào mà em mua cái đĩa thì em test ngoài. Rồi không còn đĩa. Đấy, nó kích thước nhá. Kích thước của bộ này có tổng chiều rộng mặt trước là 71, rộng 71. Rộng 71, cao 34. Đấy, rộng 71, cao 34. Và sâu, sau em tính hết âm ly là tầm khoảng 36. Đó là về phần kích thước mọi người nhá. Rồi, kích thước của bộ ra. Mọi người chọn để nghe tính năng điện thoại đi máy tính thì mọi người bấm ra nút này nhá. Bấm khi nào mà để hiện chữ TAPE. TAPE như vậy thì chúng ta dừng. Để nó tăng giảm volume này. Mọi người thấy không? Bát tách rất là khỏe nhá. Đấy. MD cái khay này điện nén tuner. Đấy, video mọi người cắm phía sau kia cũng nghe được, chúng ta cắm cái nào qua nghe cái đấy thì em hướng dẫn sau. Còn chúng ta nghe TAPE là chính nhá, như là trên máy tính. Đấy, bây giờ em qua mặt sau này. Đây, em qua mặt sau cho mọi người xem nhá. Đây là loa. Loa là dây loa, mình nghĩ cho em này, dây loa là nó sẽ có hai màu, đỏ và đen. Thì mọi người cứ cắm cho em đúng hai màu, thì gọi đúng màu nào vào đấy. Màu đen này, màu đỏ này. Đúng màu trong cái dây. Đó, và chúng ta ở đây. Và sang đây thì đây là chạm loa thì ngoài cũng cắm đúng như thế, tức là đỏ và đỏ và đen và đen. Và đúng, đây mỗi loa một bên nhá. Mình cắm cái 350 điện thoại TV máy tính ở đây. Mình cắm cái dưới cùng cho em nhá. Tức là dưới cùng là cái TAPE em vừa nói đấy. Cái video thì cắm hai cái điện cùng, hai cái điện. Và hai cái dưới cùng là cắm bấm TAPE ở màn hình nhá. Đơn giản thế thôi. Đây là nguồn. Đấy, mà thì hai loa đều đẹp với nhau rồi nhá. Rất đẹp, giống như về đời thật. Và chỉ công suất mới 100W. Tổng thể này 200W thì chúng ta chơi phòng diện tích 5-6-7 m² là rất là thoải mái rồi nhé. 200W là công suất rất là lớn rồi. Đấy. Và cuối cùng là giá cả thì em để công khai phần bình luận. Anh xem để giá của em nhé. Em muốn bán đang rất là rõ ràng công khai về giá cả. Để công khai. Nếu mất thời gian của anh chị em đi. Ai cảm thấy hợp lý tiền thì chúng ta giao lưu thôi. Đấy, và ai có nhu cầu mua sản phẩm thì liên hệ với em qua Zalo hoặc là Facebook. Cái Zalo của em là 0976592986 trên bảng hiệu kia, em và nhau yêu mọi người nhá. Đây tổng thể mọi người xem lại một lần nữa. Và rất đẹp.
mặt anh rất khỏe, cho nên vậy và em cũng xin kết thúc bây giờ đây. Xin mọi người cho mình đăng ký kênh bên dưới, mọi người cách bấm nút đăng ký màu đỏ nhá. Em xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại.